Sáng ngày 3 tháng 11, công ty Bảo Việt Nhân Thọ Tây Ninh tổ chức chương trình tri ân khách hàng rạng rỡ non sông tự hào đất Việt và đón nhận 2 giải thưởng doanh nghiệp xuất sắc 2024 và thương hiệu truyền cảm hứng 2024. Trong suốt 28 năm qua, hàng triệu khách hàng của Bảo Việt Nhân Thọ đã đạt được mục tiêu tài chính thông qua hợp đồng Bảo Việt Nhân Thọ tại Tây Ninh. Chỉ tính riêng trong 10 tháng năm 2024, Bảo Việt Nhân Thọ Tây Ninh đã chi trả quyền lợi đáo hạn cho 359 hợp đồng, với tổng số tiền hơn 34 tỷ đồng cho các khách hàng và quyền lợi rủi ro cho 358 hợp đồng, với tổng số tiền hơn 6,3 tỷ đồng cho các khách hàng. Tại chương trình, công ty Bảo Việt Nhân Thọ Tây Ninh cùng 500 khách hàng đã cùng đón nhận 2 giải thưởng quốc tế Doanh nghiệp xuất sắc 2024 và Thương hiệu truyền cảm hứng 2024. Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc công ty Bảo Việt Nhân Thọ Tây Ninh, gửi lời tri ân cảm ơn đến các cấp lãnh đạo địa phương, quý khách hàng và người dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Bảo Việt Nhân Thọ Tây Ninh sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến khách hàng và cộng đồng với cam kết xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, hạnh phúc và được bảo vệ trước mọi rủi ro, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của xã hội.